Maybe I can make it right. Said I'm close to baby, we can talk about it. No need to be mad, hate to see you sad. Hello, xin chào tất cả toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, hôm nay thì mình gặp hơi đặc biệt là gặp con thỏ đi rừng nhé mọi người. Con thỏ là con thỏ né ấy, chứ phải con Slim đâu mọi người ơi. Nên là chắc là tên bạn nó sẽ có cục top đấy. Bởi vì thường mình thấy ấy, mấy thằng nào mà cầm mấy con mà kiểu len khác mà cho vào rừng hay là cầm đi len top gì đó đấy, hoặc là đi đường SB gì đấy đấy, nó thường là bọn nó là one charm thì bọn nó mới đánh như vậy thôi, chứ chả ai lại cầm con nó đi đường mấy cái con mà đi được khác đi lên khác ngược với nó hết á. Nên là khả năng là trận này Thorne là charm nhá mọi người, nên là không biết nó sẽ có căng kèo không đây. Mà đối với mình nghĩ không căng đâu, bởi vì trường hợp mình gặp mấy thằng mà biết rừng mà là AD này thì mình khoái đâu mọi người ơi. Bởi vì thứ nhất có hai, nói chung là có nhiều điểm lợi đấy. Thứ nhất là mình là chi gian, mình xuất thủ đúng không, mà mình gặp mấy con AD từ để chúng ta tiếp. Rồi ăn con này mày chết để tốc biến thì cũng chết thôi. Rồi ok, chỉ lúc đầu mình cho gấu rồi, bây giờ mình thăm một con, mình chạy về mình ăn con blue cho mọi người đó. Rồi mình nói tiếp này, cái lợi nhất là thằng nó đi rừng là nó là xạ thủ đúng không, mà đương nhiên là xạ thủ là con thì mạnh về lết thôi, chứ mạnh về yếu được. Nên là mình là vai trò sát thủ, mình sẽ có lợi thế hơn về đường ép, mình sẽ có khả năng mình ép rừng nó dễ hơn đó. Thứ hai là nó là máu giấy đúng không, mà một ông nào mà cham gian rồi phải mấy ông cực kỳ chém này nè, rồi hủy chiều trời ơi, mù mắt người xếp rồi, vãi nồi mấy ông người. Tôi ấn hủy chiều mọi người, kiểu ấn hủy chiều để tôi lướt cho hai cho tôi đủ tập á. Tôi ấn hủy chiều, tôi vút lộn bay bà lên trên rồi. Ui, còn Thorne nó ăn xong con bồ đỏ rồi, khả năng đang nấp bụi nhé mọi người, mấy ông đường trên cẩn thận nhá. Đấy, còn về nói tiếp là ê anh ơi, con da đan bụi kìa đó. Còn về tiếp là cái vụ mà điểm mà lợi ấy, là mâu giấy thì mấy ông cham gian thì đâu cũng biết là cực kỳ thích gặp với con mâu giấy luôn, bởi vì con gian này là nâng full đam mà chết tướng là sát thủ, nên nâng full đam mà thì nó cần quẹt mấy cái là mấy con mâu giấy bay hơi liền à đó. Còn điểm thứ ba là nó là len xạ thủ không phải là sát thủ, nên là nó không có thể nào ép đường dễ hơn như so với những cái con mà sát thủ hay đấu sĩ cả, hiểu không đó. Nên là gặp mấy cái trường hợp mà build lộn bích tướng như thế này mình khá lợi cho tên mình nhé mọi người đó. Đấy, nên là nhiều lúc anh em phải tận dụng những cái lợi thế đó mà để lấy lợi thế cho mình và giành chiến thắng nhé mọi người đó. Nên trận đấu này mọi người sẽ xem tôi lấy cái lợi thế như thế nào nha. Còn bây giờ thì dính không? Ui không dính rồi. Hey, mình nãy mình để ý cho ta rồi nha, định bay bắt nhưng mà thôi. Rồi ok đi, ui đung chưa hụt rồi kìa bà nội ơi, rồi xong chết luôn, chết không, ôi rồi vẫn hên quá, cái quả cầu, cái quả lên quả gì quả đấy, quả đạn của con Liana nó vẫn đủ dí được thằng Yata vẫn chết, ui ôi đi thẳng vậy mà còn ném chưa hụt nữa là né luôn, trời ơi, chơi thế này mấy ông cham con Lily chết cười á, rồi nói chung kệ đi, vấn đề là nãy là một pha hơi một mắt anh em thôi, tí đó để mình bù vậy cho anh em nhá. Rồi anh em cũng không chờ đi, trường hợp này thì team mình đấy mới đầu thêm là lấy lượt chiếu ông đầu, giờ team mình ăn 3-0 rồi. Trời ơi, gấu solo thắng Zena rồi, bởi vì nói chung là gấu thì ăn được Zena rất là dễ đấy mọi người, bởi vì đối với mình nhá, đối với mình thấy là con gấu là kèo trên của Zena nhá. Đây ra ta bay vào nè bay đâu, rồi xong bay đi đâu chạy đâu, bắt thằng ở đây trước mọi người, rồi chém bổ được hai thằng này double kill thôi, lui cho mọi người đó. Nói chung là ăn được hai mạng lo rồi, nó nói mình ăn được một mạng của mình là khá là lời rồi nha, chứ mình còn cố quá là chủ bán chết mình ấy. Rồi gấu trên này thì chắc chắn là hai ngày chết chắc rồi, lính vào không có chạy đâu hết á, lính vào không chạy đâu được hết á. Rồi xong chết luôn, double kill, ui mình ăn được một mạng nữa, quá lời nha, hay quá anh em ơi. Đấy trời ơi, thấy chưa, team phối hợp hay không, đầu game đã đầu game là lên 5 đứa luôn rồi thì team bạn chỉ so nổi. Trời ơi, mới phút 4 thôi mà team ăn 8 mạng rồi, 8 không như team mình rồi, thế mình chưa nằm xuống mạng nào. Ui team bạn chơi thì nữa tầm này rồi nha. Yeah. Nói chung là cứ bích mấy con máu giấy là mấy thằng sát thủ sướng lắm, đặc biệt là con Ben này hay là con Nagaroth đấy. Trời ơi, mọi người hiểu con Nagaroth đúng không, nó là con tướng rồi, chạy đâu nè, đâu có tướng đúng không nè, đâu có tướng, chạy đi đâu hên đấy. Pha đấy mình đoán nó sẽ lướt qua tường, nó này mình sẽ dùng lướt qua tường trước, nhưng mà không ngờ mình đập mặt qua tường vãi nồi thật. Nhưng mà không sao, mình vẫn còn đồ tại lướt này, mình vẫn qua dí được nó nha. Bây giờ thì qua cướp rừng này đó, chạy đi nhá mọi người, nè chạy đâu, ui đau, từ từ nhá, rụ nhá, nó vào không,
Thôi bỏ đi mọi người, giờ mình hết máu rồi, nó không dám vào đâu. Còn bây giờ thì ê hê ỉ hên quá, nhà tao không có bay mọi người ơi. Ui và ta phần này mà có bay là tôi lên bảng điểm số 3 rồi. Ngủ không có bay phải dám ra dùng chiều vào mình. Tới nha đây lại chạy đâu để ra hậu ulti này né này. Rồi bỏ đi cho tem mình ăn nhé mọi người, hên quá. Còn nhà nào pha đó nó không đủ đam nó sốc mình ấy, chứ đủ đam pha đó là chắc là lại chết ngu pha đấy. Tự nhiên ẩu ẩu đi lên đối mặt nó xong rồi nó bao nó combo mình ấy chết luôn, nhục bách nổi luôn. Đấy, có nhà ăn màu đỏ xong mình sẽ biến về nhé mọi người. Đó, biến về thôi, hết máu rồi. Rồi, ông nào qua, từ tôi qua đép đường mid đó mọi người ơi. Đã, tiếp biến về mà lại có lính ra lại hơi thèm vàng. Rồi, bây giờ thì biến về thôi, ăn blue sau đi. Nói chung là ông nào không biết có giống tôi không, chứ thấy lính là hơi bị thèm ấy, không bỏ miếng nào đâu. Một con xe là một nửa cái mạng ấy, đâu ít đâu, nên là phải tiết kiệm từng chút một nha. Nếu ông đừng phải tiết kiệm từng chút một thì mong mới xanh được, mới ao vàng người ta được. Chứ cái gì cũng bỏ ấy là hơi bị tiếc nha, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng lấy đâu. Nên phải cẩn thận nhá. Rồi, ok, nhưng mà sao mà Lu lại chạy ra đây kia? Mình không để ý luôn chứ. Ông nào có thấy không? Tiên thấy mà Lu nó chạy ra đây không hiểu ai đánh nữa nhỉ. Rồi, bây giờ thì qua đây của mình combat lần dưới mọi người. Đây, khả năng combat nha. Kìa kìa, anh bắt được con đó. Rồi, ok, chạy đâu? Mày chạy đâu? Bộ này, ui choáng. Ui, bé nồi. Trời ơi, anh em vẫn ăn được con nhà ta này. Bộ này, chém này. Lướt này, chém hắn nữa này, chém hắn này. Ulti này, lướt này. Ui, không đủ tầm rồi. Không sao thì vẫn ăn được nha. Rồi, đấy, coi như là mình lên kịp thời để cứu thua cho tem nha. Tem mình có bắt phải thua, mình bét hết 3 mạng rồi. À không, bét 2 mạng thôi. Rồi, 6-0 rồi, trời ơi. 6-0 này rồi, tôi mà 6-0 rồi thì... Ui, hay. Trời ơi, hay chưa? Khó đó không có để ý sai rồi bay vào đánh, hay đấy. Rồi, bây giờ thì vô ăn con quái nha. Ê, được hết lính, hết hồn chứ tưởng mẹ pha nó chủ bắn chết lính bắn mình cái mình chạy ra không kịp cái vỡ mồm. Ôi, thay em. Rồi, hên quá mọi người ơi. Hên. Ui, tinh. Vãi nổi, hên quá, thằng nhà ta nó không bắt mình, hên đấy. Thằng nhà ta bị ngu mọi người ơi. Mình 6-0 nó không bắt đâu mà để bắt thằng AD. Ui, trời ơi, đúng là có cái rủi, có cái may mà. Trời ơi, khổ thật, sẽ là bị sát đao. Đấy, hên quá chưa mất zin nhá. Trời ơi. Rồi, mình không hiểu phát tạng nó ra sao đó. Nhìn lại bay thằng AD nó là nó bay mình á, mà sẽ đào lời hơn thằng AD chứ mà nó bay thằng AD. Rồi, không sao, coi như AD mình hy sinh mạng cứu mình. Ê, tính là ăn quan kìa. Úi dồi ôi, sượt xíu kìa. Trời ơi. Rồi, đấy, coi như ai trận này có vẻ trai hát đấy mọi người. Trận này trai hát không chết ở nào nha. Xem anh em đoán xem, dự đoán xem được lại đoán xem trận này tôi sẽ ăn bao nhiêu mạng nha và tôi có chết bạn nào không nha. Ok, đấy, nói trai hát chứ không chết bạn nào là phải cố gắng đánh giữ mạng nha. Rồi bây giờ thì chém quái và di chuyển qua hút thôi. Bây giờ lên cấp 12 này, giờ một chiếu ra nó lên cấp 12 này. Nó rồi á, lộ sai rồi nhưng mà từ nhá, tôi phải lấy con blue đó rồi tôi ăn con tàu hành nhé mọi người. Đó, ăn blue từ. Rồi, ok, ra rồi. Bây giờ thì chạy qua, ăn con thật. Ây, ở kia, trời ơi, tôi càng thiếu đam, mỗi hồi thật. Ui, mà kệ đi không sao, tí nữa về ăn blue nhà cũng được, cho lít cũng được. Ây, trời ơi, tiếng càng thiếu đam chứ. Rồi, ăn con thật này. Ê, từ nha, mình định nha. Nha, rồi, hất tung này. Ui, hên quá, AD ơi, cảm ơn AD. Rồi, còn bây giờ để tôi giết con này cho. Chạy đâu, mày chạy đâu, thôi, nhưng bổ con này đi. Rồi, giờ cân 2 này, chém này. Ở kia, ui, không bắt được thằng nào luôn. Nè, cạnh. Ui, pha này tôi xử lý dở rồi. Trời ơi, xử lý kia. Cứ tưởng đủ đam rồi, cuối cùng đánh các kiểu nhấp nhả để cơ trụ khỏi bắn đó mọi người. Cuối cùng thành ra đéo bắt thằng nào luôn, cay thế. Thôi, không sao. Coi như là tên bạn hên đi. Bây giờ thì vô bị lượng blue đã. Trời ơi, pha đó xử lý đúng non luôn đấy. Trời ơi, cục vàng gian chơi này chết dở rồi. Rồi, nói thôi chứ tôi mới cục xanh lè xanh lét à, không chứ có cục vàng đâu. Rồi, bây giờ thì ăn con rồng nhé mọi người. Đó, đợt này à, để mùa sau tôi sẽ quay qua đánh đỉnh cao nhá. Lấy lại cục tím cho anh em xem luôn. Chứ giờ làm youtuber không có cục tím này thì mất uy tín quá đúng không? Nên là mùa sau tôi hứa với anh em tôi sẽ leo cục tím nhé mọi người. Có khả năng là leo cục vàng rồi đấy. Đó, chứ bây giờ mà tôi còn chưa đánh trận chưa hai mùa rồi là 6 tháng đúng không, một mùa 3 tháng đúng không, 2 mùa rồi. Tôi từ khi tôi cày cục vàng tôi chưa đụng vào cái đỉnh cao luôn. Cái đỉnh cao vẫn 1200 điểm nguyên si luôn, phải rồi thật. Rồi
đấy, để ráng anh em đợi sắp hết mùa rồi. Đó, qua mùa mới rồi tôi sẽ ra clip đánh cả đỉnh cao cho anh xem nhá. Đánh đỉnh cao chắc chắn là sẽ khá là căng rồi, bởi vì đỉnh cao nó gắt lắm mọi người ơi, toàn cham tướng mà, nên là đánh căng thẳng lắm. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên cùng team và ép lấy trụ Mega ấy mọi người. Đó, tập này thì phải lấy trụ Mega thôi. Chứ chưa lấy trụ Mega thì bảo là thủ được á, nó về lết thì cũng đánh không khó khăn một tí ấy. Nói chung là cũng không có gì căng thôi, nhưng mà đánh hơi mệt thôi. Rồi, bây giờ thì bố bắt con Thorne này, chém này, bổ này, chém này. Ê, cứu. Ui, tôi vẫn sống. Nồi thật. Ui, gấu sống kìa. Trời ơi, hai anh em coi là quá may mắn luôn. Nồi thật, trời ơi, chấm máu. Ui, đây bạn chắc cay lắm đấy. Tôi vẫn chưa chết bạn nào mấy ông ơi. Rồi, bây giờ thì lượm lẹ với ông quái này rồi đi về nhé mọi người. À thôi, khỏi đi. Cầm này tôi đam to rồi, tôi hồi đánh xíu hồi máu này. Bây giờ thì về lượm blue. Ui, vẫn chưa chết thằng nào nhá. Rồi, đó. Trời ơi, mấy ông chơi gặp phun tướng không chứ tôi chơi gian. Tôi mấy này tôi chơi gian tôi gặp toàn kiểu giống giống nhau. Hôm nay nhưng lâu lâu gặp được trận con Thorne đấy mọi người. Chứ mọi hôm mà tôi toàn gặp trận nắc mà thầy. Trận não gặp nắc không mà. Đó, chứ chẳng lẽ giờ tôi chơi kênh khác. Tôi chơi kênh khác tôi biết tôi đăng con khác cho mấy ông xem. Không hở, không bổ tèo hết. Thề trước tôi đang con nắc rồi, chả ai xem tôi nản rồi, tôi không muốn đăng con khác nữa, đăng muốn gian thôi. Mà giờ đăng gian mà gặp toàn tướng nhau này lại không có clip, mà giờ không ra clip cho anh em xem thì lại không được. Bởi vì một ngày tôi chơi ít lắm mọi người ơi, tôi chơi có 2-3 trận nè. Và không phải lúc nào chơi tổng, lúc nào tổng chơi gian đâu. Bởi nhiều lúc chơi một con gian chán quá nên là tôi phải đổi tướng nhiều lắm. Lâu tôi chơi gian thì tôi mới có clip cho mấy ông xem thôi. Đó, mà chơi gian lại toàn gặp toàn mấy con mình ra clip rồi. Lại không ổn nhưng mà lại không ra cái video lại không được. Đó nên anh em xem tạm nha, thông cảm nha. Thông cảm cho tôi nhá. Bây giờ thì tôi gặp nhiều kèo hay hơn thì tôi sẽ ra nhé. Tại vì tôi gặp toàn lô gặp toàn mấy con giống nhau à. Chủ yếu gặp nắc không à. Nên là trận nào mấy ông thấy clip của tôi toàn gặp nắc không à. Rồi, ok, bố chém luôn này. Đánh trụ chơi này. Bổ này. Rồi, chết không? Ôi trời ơi. Lại chấm máu triple kill. Quá là kill. Trời ơi. Thôi, tưởng chú bạn chết chứ. Rồi, ok, clip này kết thúc đấy nhá. 12-0 cho mình. Và ăn được quá là kill nha. Đó, nếu anh em nào thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha. Ok, bye anh em. Hẹn em clip sau nha. Rồi, bye bye.